Xin chào tất cả các em. Chúng ta cùng đến sách ngữ văn lớp 7 tập 1, chương trình học sách cánh diều. Bài mở đầu là bài giới thiệu, cái phần này chúng ta sẽ tự tìm hiểu các em nhé. Trong buổi học hôm nay, chúng ta sẽ đến với bài 1, truyện ngắn và tiểu thuyết. Đầu tiên, xin mời các em đến với kiến thức ngữ văn, tính cách nhân vật, bối cảnh. Tính cách nhân vật trong truyện, truyện ngắn và tiểu thuyết thường thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, suy nghĩ của nhân vật, qua nhận xét của người kể chuyện và các nhân vật khác. Ví dụ, nhân vật Võ Tòng trong văn bản Người đàn ông cô độc giữa rừng, trích tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi, không chỉ được mô tả, thể hiện qua ngoại hình, ngôn ngữ, hành động, suy nghĩ của nhân vật, mà còn được hiện lên qua lời của người kể chuyện xưng tôi và lời của các nhân vật khác trong truyện. Bối cảnh trong truyện thường chỉ hoàn cảnh xã hội của một thời kỳ lịch sử nói chung, bối cảnh lịch sử, thời gian và địa điểm, quang cảnh cụ thể xảy ra câu chuyện, bối cảnh riêng. Ví dụ, bối cảnh lịch sử của câu chuyện buổi học cuối cùng là thời kỳ sau chiến tranh, hai vùng Andát và Lorraine của Pháp bị nhập vào nước Phổ. Các trường học thuộc hai vùng này bị bắt bỏ tiếng Pháp, chuyển sang học tiếng Đức. Bối cảnh riêng của câu chuyện là quang cảnh và diễn biến của buổi học tiếng Pháp cuối cùng. Tác dụng của việc thay đổi ngôi kể. Một câu chuyện có thể thay đổi ngôi kể để vở kể được linh hoạt hơn. Ví dụ, phần mở đầu đoạn trích, người đàn ông cô độc giữa rừng kể theo lời cậu bé An, ngôi thứ nhất xưng tôi, kể lại những gì cậu bé đã chứng kiến khi gặp chú Võ Tòng ở căn lều giữa rừng U Minh. Nhưng khi muốn nói về cuộc đời trước đây của Võ Tòng thì tác giả không thể kể theo lời cậu bé An được nữa, mà phải chuyển sang kể theo ngôi thứ ba, bắt đầu bằng câu không ai biết tên thật của gã là gì. Đến phần cuối đoạn trích, tác giả chuyển kể về ngôi thứ nhất. Chú Võ Tòng vẫn ngồi đó, đối diện với tiếng nuôi tôi. Thứ ba là ngôn ngữ các vùng miền. Tiếng Việt là ngôn ngữ quốc gia của Việt Nam, vừa có tính thống nhất cao, vừa có tính đa dạng. Tính đa dạng của tiếng Việt thể hiện ở các mặt ngữ âm và từ vựng. Về mặt ngữ âm, một từ ngữ có thể được phát âm không giống nhau ở các vùng miền khác nhau. Ví dụ, mặc dù cùng viết là ra, nhưng người ở phần lớn các tỉnh miền Bắc phát âm giống như ra, còn người miền Trung và miền Nam phát âm là ra. Cùng viết là vui, nhưng người miền Nam phát âm giống như vui, còn người miền Bắc và miền Nam, miền Trung phát âm là vui. Về mặt từ vựng, các vùng miền khác nhau đều có những từ ngữ mang tính địa phương. Từ ngữ địa phương, ví dụ thầy u, từ dùng ở một số tỉnh miền Bắc. Bọ mạ, từ dùng ở một số tỉnh miền Trung, tiêu biểu là Quảng Bình. Tí má, từ dùng ở nhiều tỉnh miền Nam, được dùng để gọi cha mẹ. Trong tác phẩm văn học, việc sử dụng một số từ ngữ địa phương phản ánh cách nói của nhân vật, của người dân ở địa phương nhất định, đồng thời tạo sắc thái thân mật gần gũi, phù hợp với bối cảnh mà tác phẩm miêu tả. Tuy nhiên, việc sử dụng từ ngữ địa phương cũng cần có chừng mực, nếu không sẽ gây khó khăn cho người đọc và hạn chế sự phổ biến của tác phẩm. Chúng ta cùng đến với tiết học đầu tiên, đọc hiểu văn bản, tác phẩm Người đàn ông cô độc giữa rừng, trích tiểu thuyết Đất rừng phương Nam, tác giả Đoàn Giỏi. Một, chuẩn bị, em hãy xem lại phần kiến thức ngữ văn để vận dụng và đọc hiểu văn bản này. Khi đọc truyện, các em cần chú ý. Tóm tắt được nội dung văn bản, truyện kể lại sự kiện gì, xảy ra trong bối cảnh nào, nhân vật chính là ai, nhân vật ấy được nhà văn thể hiện qua những phương diện nào, truyện kể theo ngôi kể nào, nếu có sự thay đổi ngôi kể thì tác dụng của việc thay đổi ấy là gì, liên hệ kết nối với kinh nghiệm sống của bản thân để hiểu thêm chuyện. Đọc trước đoạn trích Người đàn ông cô độc giữa rừng, tìm hiểu những thông tin về tác phẩm Đất rừng phương Nam và nhà văn Đoàn Giỏi. Đọc đoạn văn tóm tắt sau để hiểu bối cảnh của đoạn trích. Đất rừng phương Nam là tiểu thuyết của nhà văn Đoàn Giỏi, viết về cuộc đời phiêu bạt của cậu bé An.
Em theo cha mẹ chạy dọc Pháp, hết từ vùng này tới vùng khác của miền Tây Nam Bộ, rồi lạc mất gia đình, trở thành cậu bé lang thang. Trong lúc lưu lạc, An đã được gặp và trở thành con nuôi gia đình ông Hai Bán Rắn, làm anh em với thằng Cò và làm bạn với chú Võ Tòng. Đoạn trích, người đàn ông cô độc giữa rừng kể lại việc tía nuôi dắt An đi thăm chú Võ Tòng. Bây giờ, xin mời các em cùng đến với những thông tin chi tiết hơn về tác phẩm và tác giả. Những thông tin này em hoàn toàn có thể tìm thấy ở trên Internet các em nhé. Tác phẩm Đất rừng phương Nam, ngày phát hành 1954. Đây là truyện viết cho lứa tuổi thiếu nhi, rất được ưa thích, thành công và nổi tiếng. Truyện đã được dịch ra nhiều tiếng nước ngoài, tái bản nhiều lần, được dựng thành phim và in trong tủ sách vàng của nhà xuất bản Kim Đồng. Nội dung chính viết về cuộc đời phiêu bạt của cậu bé tên An, bối cảnh của tiểu thuyết là miền Tây Nam Bộ, Việt Nam vào những năm 1945 sau khi thực dân Pháp quay trở lại xâm chiếm Nam Bộ. Tác giả: nhà văn Đoàn Giỏi, sinh năm 1925, mất năm 1989, sinh ra tại xã Mỹ Tho, tỉnh Mỹ Tho, nay thuộc xã Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Gia đình xuất thân trong một gia đình địa chủ lớn trong vùng, giàu lòng yêu nước. Ông có những bút danh khác như Nguyễn Hoài, Nguyễn Phú Lễ, Huyền Tư, phong cách nghệ thuật viết về cuộc sống thiên nhiên và con người Nam Bộ. Bây giờ, xin mời các em cùng đến với nội dung của tác phẩm các em nhé. Chắc tôi ngủ một giấc lâu lắm thì phải. Khi tôi mở mắt ra, thấy xuồng buộc lên một gốc cây tràm. Không biết tía nuôi tôi đi đâu, nghe có tiếng người nói chuyện rì rầm bên bờ. À, thế thì đến nhà chú Võ Tòng rồi. Tôi ngồi dậy, dụi mắt trông lên, ánh lửa bếp từ trong một ngôi lều chiếu qua khung cửa mở, soi rõ hình những khúc gỗ xếp thành bậc thang dài xuống bến. Tôi bước ra khỏi xuồng, lần đầu theo bậc gỗ mò lên, bỗng nghe con vượn bạc má kêu chét chét trong lều, và tiếng chú Võ Tòng nói, thằng bé của anh nó lên đấy. Vào đây An, tía nuôi tôi gọi. Tôi bước qua mấy bậc gỗ trơn tuột và dừng lại chỗ cửa. Con vượn bạc má ngồi vắt vẻo trên một thanh sàng ngang, nhe răng dọa tôi. Tía nuôi tôi và chú Võ Tòng ngồi trên hai gốc cây. Trước mặt hai người, chỗ giữa lều, có đặt một cái bếp cà ràng, lửa cháy riu riu. Trên cà ràng bốc một chiếc nồi đất đầy vung kín mít. Chai rượu đã vơi vào một đĩa khô nướng còn bày trên nền đất, ngay dưới chân chủ và khách. Bên cạnh hai chiếc nỏ gắt chéo lên nhau. Ngồi xuống đây chú em. Chú Võ Tòng đứng dậy, lôi một gốc cây trong tối đặt lên bếp lửa. Chú cởi trần mặc chiếc quần kaki còn mới, nhưng coi bộ đã lâu không giặt. Chiếc quần lính Pháp có những sáu túi. Bên hông, chú đeo lủng lẳng một lưỡi lê, nằm gọn trong vỏ sắt. Đúng như lời má nuôi tôi đã thả, lại còn thắt cái xanh pi rông nữa chứ. Tôi không sợ chú Võ Tòng như cái đêm đã gặp chú lần đầu tiên ở bờ sông, mà lại còn có đôi chút cảm tình, xen lẫn với ngạc nhiên hơi buồn cười thế nào ấy. Tía nuôi tôi ngó tôi, cười cười nhấc cái tẩu thuốc lá ở miệng ra. Ngủ đẫy giấc rồi hà, tía thấy con ngủ say, tía không gọi. Thôi, đã dậy rồi thì ngồi đây chơi. Nhai bậy một miếng khô nai đi chú em, cho đỡ buồn miệng mà. Chú Võ Tòng nhặt trong lửa ra một thỏi khô nướng to nhất đặt vào tay tôi. Con vượn bạc má lại kêu chét chét ở phía trên đầu tôi. Tôi cứ mặc kệ nó, vừa xé miếng thịt khô ướp muối xả nướng thơm phức cho vào mồm nhai, vừa đưa mắt nhìn quanh ngôi lều. Mùi lông khét sông khói lâu ngày tỏa ra, cùng với một làn khói dì mùi hăng hắc, màu xanh xanh bay ra từ chiếc nồi đậy kín. Vung vôi ục ục trên bếp cà ràng khiến tôi có một thứ cảm giác rợn rợn không tả được. Dường như những cái bóng lặng lẽ ngồi bên bếp đây đang sống lùi lại từ cái thời kỳ loài người mới tìm ra lửa vậy. Không biết tên thật của gã là gì, mười mấy năm về trước, gã một mình bơi một chiếc xuồng nát đến che lều ở giữa khu rừng đầy thú dữ này. Gã sống đơn độc một mình, đến con chó để làm bạn. Cũng không có, hồi ấy rừng này còn nhiều hổ lắm. Một buổi trưa, gã đang ngủ trong lều,
có con hổ chúa mò vào, từ ngoài sân phóng một cái phủ lên người gã. Bất thần gã tỉnh dậy, gã vớ luôn cái mác bên người, cũng không kịp ngồi dậy nữa, cứ nằm ngửa thế mà sóc mũi mác lên đâm thẳng một nhát vào hàm dưới con hổ chúa. Hai chân gã đá thốc lên bụng nó, không cho con ác thú kịp chụp xuống người. Con hổ chúa lộn vòng, rơi xuống đất, lưỡi mác đâm từ hàm dưới thấu lên tận óc, làm nó không há học được, nhưng vẫn còn cố vớt cái tát cuối cùng. Để lại trên mặt gã một hàng sẹo khủng khiếp, chạy từ thái dương đổ xuống cổ. Không biết có phải do đấy mà gã mang tên Võ Tòng hay không, chứ theo như một vài ông lão đa sự, thì ngày xưa gã là một thanh niên, một chàng trai hiền lành, ở tận một vùng xa lắm. Gã cũng có gia đình đàng hoàng như ai. Vợ gã là một người đàn bà trông cũng xinh mắt. Chị ấy lúc chửa đứa đầu lòng, cứ kêu thèm ăn măng. Gã đàn ông hiền lành, quý vợ nhất mực ấy, bèn liều xách dao đến bụi tre đình làng, sắn một bụt măng. Khi về qua ngang bờ tre nhà tên địa chủ, tên này bắt gã bỏ một măng xuống và vu cho gã lấy trộm măng tre của hắn. Gã một mực cãi lại, nhưng tên địa chủ quyền thế nhân xã ấy cứ vung ba tong lên đánh đầu gã. Đánh đâu thì còn nhịn được, chứ đánh lên đầu là nơi thờ phụng ông bà thì số mày tới rồi. Lưỡi dao trên tay gã không cho phép tên địa chủ ngang ngược kia giơ tay đánh ba tong lên đầu gã đến cái thứ hai. Nhát dao chém trả vào mặt đã dí tên bóc lột và hống hách này nằm gục xuống vũng máu. Nhưng gã không trốn chạy, gã đường hoàng xách dao để ném trước nhà việc, bỏ tay chịu tội. Sau 10 năm tù đày, gã trở về làng cũ thì nghe tin vợ đã làm lẽ tên địa chủ kia, và đứa con trai độc nhất mà gã chưa biết mặt thì đã chết từ khi gã còn ngồi trong khám lạnh. Người trong xã vốn ghét tên địa chủ hống hách, khấp khởi chờ xem cuộc rửa thù bằng máu lần thứ hai, nhưng họ đã thất vọng. Gã chỉ kêu trời một tiếng rồi cười nhạt làng, bỏ làng đi. Những người đã sự quả quyết rằng chính gã đã mang tên Võ Tòng từ lúc sách giao đến nhà việc chịu tội, còn như những chữ bùa xanh lè xăm dần rực trên người gã, và gã trở nên một người giỏi võ từ lúc nào thì có kẻ nói đó là dấu vết trong những năm gã ở tù, lại có người bảo đó là mới có từ lúc gã đi giang hồ. Hơn 10 năm sống trơ trọi giữa rừng, mặc dầu cũng có nhiều người đánh tiếng mối may cho gã, nhưng tuyệt nhiên Võ Tòng không để mắt tới một người đàn bà nào nữa. Ở trong rừng lâu năm chảy tháng, gã ngày càng trở nên kỳ hình dị tướng, nhưng ai cũng mến gã ở cái tính tình chất phác thật thà, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người mà không hề nghĩ đến chuyện người ta có đền đáp lại mình hay không. Điều đó má nuôi tôi quả quyết, má một cách chắc chắn như vậy. Chứ Võ Tòng vẫn ngồi đó, đối diện với tía nuôi tôi bên bếp lửa. Tía nuôi tôi tay cầm một chiếc nỏ lên ngắm nghía, bật thử sợi dây nỏ trên đầu ngón tay nghe pưng pưng, rồi lại đặt xuống. Chú Võ Tòng rót rượu ra bát, uống một ngụm, trao bát sang cho tía nuôi tôi và nói, con dao găm của anh hai cùng với cánh nỏ này thừa làm nên chuyện. Mình thì cần gì tới súng, mấy thằng nhát gan mới cần súng, vì súng ở xa cũng bắn được mà, phải không anh hai? Tôi cho rằng súng dở lắm, động tới thì kêu ầm ĩ, tôi ghét tiếng nổ lắm. Như cái bận tôi làm vừa rồi đấy, tách một tiếng, chết ngay thằng giặc Pháp dâu xồm, mà cái thằng đứng cách 5-6 thước không hay biết gì cả. Tới chúng tôi mò ra tháo cây tiểu liên nghe động sột soạt, nó mới quay lại thấy tôi, liền bắn tôi một phát súng mút nhưng trượt. Tiếng súng của nó bắn ra mà cha con chúng nó hoảng lên, hò hét chạy lưng tưng mới buồn cười chứ. Tôi xách cây tiểu liên bay vào rừng, chờ tối mò trở ra. Trong giọng nói bỡn cợt của Võ Tòng có pha đựng một nỗi buồn chua chát, khiến tôi vừa ngồi nghe vừa nhìn bếp lửa cháy riu riu mà không khỏi bùi ngùi. Chú em cầm hộ lọ muối chỗ vách kia đưa dùng qua chút. Chú Võ Tòng đổi giọng vui vẻ bảo tôi. Khi tôi cầm lọ muối lên thì thấy chú đã ngồi xổm xuống cạnh bếp, tay mở nắp vung trên nồi ra. Trong nồi một thứ thuốc gì đang sôi cuồn cuộn, đen nhánh và dẻo quánh như nhựa tráng đường, tỏa lên một làn khói mỏng manh xanh xanh, mùi hăng hắc. Chú Võ Tòng không quay lại, chỉ với tay nhón lấy mấy hạt muối trong lọ tôi cầm đến. Chú bỏ một hạt muối vào món thuốc đen nhánh đang sôi, hạt muối nổ tách một tiếng, bắn ngay ra khỏi nồi. Được rồi đấy, chú Võ Tòng nói xong, bỏ nốt những hạt muối còn lại vào nồi, rồi xoa tay đứng dậy. Tiếng nổ lách tách bắn ra giòn tan xung quanh nồi thuốc. Bây giờ chú mới đến bên vách rút ra một bó tên tre đã bót sẵn.
cầm từng chiếc tên nhúng đầu nhọn thuốc nồi vừa xoay vừa lăn, cho thuốc quấn nhiều lớp vào đầu mũi tên. Sau một chiếc, chú xếp trên cái nom và chú tiếp tục cầm một chiếc tên khác, đưa lên nheo mắt ngắm, nắn nắn lại cho thật ngay trước khi nhúng vào thổi thuốc để làm lại như lần trước. Tôi đứng xem người thợ săn nào thuốc, tẩm độc vào đầu tên một cách say sưa đến nỗi không dám thở mạnh. Vào khoảng cuối canh năm thì ngót 50 mũi tên tre đã tẩm thuốc xong và lớp áo ngoài đầu tên cũng vừa khô mặt. Nắn thấy không còn xanh tay, chủ võ tổng chọn ra 20 chiếc, dắt vào một chiếc bao tên làm bằng ống nứa khô. Chỉ xảy ra một tí đủ chết ngay anh hai ạ, nhưng thuốc này có thể uống được. Đau bụng quằn quại, nuốt vào một tí là khỏi ngay lập tức đấy. Đau mấy cũng khỏi. Tôi nghe mà phát lạnh xương sống. Tôi không thể nín được, buột miệng nói. Lỡ trong mồm, trong dạ dày hay trong ruột bị lở loét gì mà muốn bỏ vào thì bỏ mạng chú ạ. Chú võ tòng chăm chỉ nhìn tôi một lúc rồi cười lớn. Chú em nói ngẫm cũng đúng. Nhưng mà những người nghèo, những người không ăn bậy ít khi đau mồm và đau dạ dày lắm. Bên ngoài trời rạng dần, đã nghe một vài tiếng chim rừng ríu rít gọi nhau trở dậy đón bình minh trên những ngọn cây xung quanh lều. Chú võ tòng trao chiếc nỏ và ống tên thuốc cho tía nuôi tôi. Cứ tình hình này thì chúng nó sẽ mò tới đây thôi. Tôi quý anh hai là bậc can trường nên mới dám chọn mặt gửi vàng. Chứ những mũi tên độc này mà lọt vào tay một người hèn nhát thì nó sẽ gây nhiều tác hại đấy. Sở dĩ tôi không dám nói với bà chị là còn e bà chị ngại điều nguy hiểm, biết đâu sẽ ngăn trở công việc của chúng ta. Tía nuôi tôi vội đỡ lời. Chú phòng xa như vậy cũng phải, đàn bà nhà tôi còn mê tín. Tin có trời, có Phật, nhưng về cái gan dạ thì chú cứ tin lời tôi, bà không thua anh em ta là một bước nào đâu. Vậy thì tôi có lỗi với chị hai quá trời, để bữa nào ta làm một bữa rượu để tôi tạ lỗi với bà chị của tôi mới được. Tôi đã bước xuống cởi dây buộc xuồng mà con vượn bạc má còn chạy theo ra cửa, nhe răng nhánh nhó dọa tôi. Tía nuôi tôi đập đập tay vào lưng chú võ tòng. Xin đa tạ chú, đa tạ chú, có gì đâu anh hai, vì nghĩa chung mà. Tía nuôi tôi lưng đeo nỏ, hông buộc ống bước xuống xuồng. Tôi cầm dầm bơi nhưng còn ngoài lên nói với. Chào chú ạ, hôm nào chú sang chơi, nhớ mang theo một con nai hay một con heo rừng bé bé nhúng chú nha. Ờ, thế nào cũng có chứ, chú nuôi đầy rừng, muốn con cỡ nào chú bắt cho đúng con cỡ ấy. Chú võ tòng vậy vẫy tay cười lớn một thôi dài. Như các em đã thấy, khi đọc văn bản chúng ta xuất hiện một số cái khung màu xanh lá cây, xanh xanh da trời ở bên này. Ý thì bình thường chúng ta sẽ không phải trả lời, nhưng ở đây cô giáo sẽ gợi ý cho em để em có thể hiểu bài hơn trước khi chúng ta đến với phần tiếp theo là đọc hiểu văn bản, giải thích một số câu hỏi nhé. Rồi ở đây là phần đọc hiểu. Câu số 1, tiếng kêu và hình ảnh của con vượn bạc má trong phần 1 gợi ra cảm giác về một bối cảnh như thế nào? Trong phần 1 chúng ta thấy chú vượn bạc má xuất hiện rất nhiều lần dưới cái nhìn và mô tả của nhân vật An. Ví dụ là bỗng nghe con vượn bạc má kêu chết chết rồi nó ngồi vắt vẻo trên một thanh xà ngang, nhe răng dọa tôi. Vậy đây chúng ta thấy tiếng kêu và hình ảnh của con vượn bạc má trong phần 1 gợi ra cảm giác về một không gian hoang vắng và rợn ngực. Câu hỏi 2, những chi tiết về nhà cửa, cách ăn mặc và tiếp khách gợi lên ấn tượng gì về chú võ tòng? Ở đây em cần đọc kỹ đoạn số 2 liên quan đến những trang phục và một phần ở đoạn 1 nữa liên quan đến cái nơi ở của chú võ tòng, đúng không nào? Thì qua đây chúng ta thấy những chi tiết về nhà cửa, cách ăn mặc và tiếp khách của chú võ tòng gợi lên ấn tượng về chú võ tòng là một người có lối sống dân dã, phóng khoáng, gần gũi với thiên nhiên và là một người vô cùng gan dạ. Câu số 3, chỉ ra dấu hiệu về sự chuyển đổi vui kể. Ở đây chúng ta thấy có sự chuyển đổi vui kể. Ở phần đầu, tác giả nhân vật An xưng tôi. Nhân vật chú võ tòng được miêu tả dưới con mắt của nhân vật An. Tuy nhiên sau đó đến đoạn số 3 thì ngôi kể đột ngột được thay đổi
Không ai biết tên thật của gã là gì, khi này không thấy nhân vật xưng tôi nữa. Vậy ở đây chúng ta thấy đoạn trên đang là ngôi kể thứ nhất, người kể chuyện xưng tôi, An gọi là Võ Tòng là chú. Đoạn dưới thì người kể chuyện ngôi thứ ba, người kể chuyện ẩn đi, dưới nhìn dưới con mắt của tác giả đấy, gọi Võ Tòng là gã. Câu hỏi số 4, chuyện Võ Tòng đánh hổ hé mở điều gì về tính cách cuộc đời của nhân vật? Thì ở đây chúng ta cần đọc lại thông tin liên quan đến Võ Tòng đánh hổ, bắt đầu từ đoạn 3, đầu đoạn 3 đúng không nào, đến cái thông tin là mang tên Võ Tòng hay không. Thì ở đây qua cái chi tiết Võ Tòng đánh hổ, chúng ta thấy được Võ Tòng biểu hiện tính cách dũng cảm, gan dạ và nhanh nhạy, đồng thời cũng hé mở một cuộc đời gian truân và éo le. Câu số 5, so sánh hành vi chống trả tên địa chủ ngang ngược với việc đánh hổ, thì vẫn là đoạn 3 đúng nào các em? Các em sẽ đọc hết đoạn 3 các em nhé. Cái việc mà chú Võ Tòng đánh tên địa chủ ngang ngược bởi vì nó đã vu oan cho chú và còn đánh chú nữa, với việc đánh hổ của Võ Tòng thì đều thể hiện được sự gan dạ chính trực và sức mạnh của Võ Tòng. Câu hỏi 6, câu nói cảm ơn trang trọng của ông hai và lời đáp của chú Võ Tòng thể hiện điều gì? Ở đây chúng ta thấy ở đoạn cuối, hai nhân vật đó là nhân vật ông hai và nhân vật chú Võ Tòng có trao nhau chiếc nỏ đúng không nào? Trao nhau chiếc nỏ, họ thể hiện sự rất là yêu quý, tin tưởng nhau. Và gần cuối đoạn thì tía nuôi của An có nói: xin đa tạ chú, xin đa tạ chú. Có gì đâu anh hai, vì nghĩa chung mà. Qua những cái lời như vậy, chúng ta thấy được là câu nói trong lời cảm ơn trang trọng của ông hai và lời đáp của chú Võ Tòng thể hiện sự tôn trọng, nghĩa tình của hai người dành cho nhau. Chúng ta cùng đến với phần câu hỏi đọc hiểu sau tác phẩm. Ở đây chúng ta thấy là xuất hiện 6 câu hỏi. Chúng ta lần lượt giải quyết từng câu hỏi các em nhé. Câu số 1, văn bản người đàn ông cô độc giữa rừng kể về việc gì? Đoạn trích có những nhân vật nào? Ai là nhân vật chính? Nhan đề văn bản gợi cho em những suy nghĩ gì? Thì ở đây chúng ta sẽ cần đọc kỹ lại tác phẩm một lần nữa để xác định được là cái nội dung của tác phẩm kể về cái gì? Tuyến nhân vật chính là ai và em có suy nghĩ gì? Gợi ý, văn bản kể về việc tía nuôi dắt An đi thăm chú Võ Tòng. Nhân vật An, tía nuôi An và chú Võ Tòng. Nhân vật chính là chú Võ Tòng. Nhân đề gợi suy nghĩ về một người đàn ông cô đơn, sống một mình giữa một khu rừng mênh mông. Câu số 2, đặc điểm tính cách nhân vật Võ Tòng được nhà văn thể hiện trên những phương diện nào? Hãy vẽ hoặc miêu tả bằng lời về nhân vật Võ Tòng theo hình dung của em. Chúng ta thấy đặc điểm tính cách nhân vật Võ Tòng được thể hiện qua lời kể của dân làng, cách ăn mặc, hành động, thái độ khi tiếp khách và cả qua lời kể của nhân vật Vật An nữa. Em hình dung chú Võ Tòng là một người nông dân cao lớn, chất phác, hào sảng và luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người xung quanh. Câu số 3, nêu tác dụng của việc kết hợp giữa lời kể theo ngôi thứ nhất và xưng tôi với lời kể theo ngôi thứ ba trong việc khắc họa nhân vật Võ Tòng. Thế nên trên chúng ta đã thấy có sự thay đổi ngôi kể. Đầu tiên là đầu tiên là nhân vật An xưng tôi, bộc lộ những cái sự miêu tả suy nghĩ cảm xúc của mình với nhân vật chú Võ Tòng. Sau đó với những sự việc mà nhân vật An chưa biết thì câu chuyện đã được tác giả đoàn giỏi chuyển đổi ngôi kể sang ngôi thứ ba để có thể khắc họa những cái quá khứ của chú Võ Tòng đúng nào. Vậy thì với cái sự thay đổi ngôi kể như vậy làm phong phú góc nhìn về nhân vật, khiến nhân vật Võ Tòng hiện lên toàn diện, đa chiều, đồng thời tăng tính khách quan, chân thật cho hình tượng nhân vật lẫn câu chuyện được kể. Câu số 4, hãy nêu ra một số yếu tố ngôn ngữ, phong cảnh, tính cách con người, nếp sinh hoạt trong văn bản để thấy tiểu thuyết của đoàn giỏi mang đậm màu sắc Nam Bộ. Ở đây chúng ta thấy chúng ta đã được học những cái tri thức, kiến thức ngữ văn liên quan đến những cái nét mang đậm địa phương đúng nào. Những cái nét đó thì có thể biểu hiện ở ngôn ngữ, phong cảnh, tính cách. Cụ thể ở tác phẩm này, ngôn ngữ là tác giả
sử dụng nhiều từ ngữ địa phương, ví dụ như là tía má, khô nai, xuồng. Phong cảnh sông nước, núi rừng rất là hoang sơ. Tính cách con người thẳng thắn, bộc trực, gan dạ và đầy tình cảm. Nếp sinh hoạt, ví dụ như là đi xuồng này, ăn ở rất là phóng khoáng. Câu số 5, qua văn bản em hiểu thêm được gì về con người và thiên nhiên của vùng đất phương Nam? Hãy nêu một chi tiết mà em thích nhất và lý giải vì sao. Ở phần này em một lần nữa lại đọc kỹ tác phẩm, tập trung vào những nét mà mô tả về thiên nhiên và mô tả về các nhân vật, cụ thể ở đây là chú Võ Tòng, và chọn một chi tiết em thích lý giải. Qua văn bản, em hiểu thêm về nét chất phác hồn nhiên của con người phương Nam và thêm yêu mến thiên nhiên hoang sơ giản dị nơi đây. Chi tiết mà em thích nhất là câu nói cảm ơn của ông hai và chú Võ Tòng. Nó thể hiện được lối sống ân nghĩa giữa người với người, tất cả hướng về nghĩa lớn, quyết tâm bảo vệ mảnh đất thân yêu. Câu số 6. Viết một đoạn văn khoảng 6 đến 8 dòng, nêu lên những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản Người đàn ông cô độc giữa rừng. Văn bản Người đàn ông cô độc giữa rừng là đoạn trích trong tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Văn bản đã thành công trong việc miêu tả nhân vật Võ Tòng bằng cách sử dụng nhiều ngôi kể và những tình tiết đặc sắc. Đó là ngôi kể thứ nhất xung tôi của nhân vật An và ngôi kể thứ ba của người kể chuyện. Cách kể này cho người đọc một cái nhìn đa chiều về Võ Tòng. Trong mắt cậu bé An, chú Võ Tòng là người cởi mở, phóng khoáng, vui tính. Trong mắt người kể chuyện là người dân, Võ Tòng là một người gan dạ, có phần ngang tàng, liều lĩnh nhưng vô cùng tốt bụng và đáng quý. Đoàn Giỏi cũng đã thành công trong việc thể hiện đặc trưng Nam Bộ bằng cách miêu tả tính cách nhân vật, quang cảnh thiên nhiên cùng giọng văn từ ngữ đậm chất Nam Bộ. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Một bài học rất thú vị về tác phẩm Người đàn ông cô độc giữa rừng, trích trong tác phẩm Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tới. Các em đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục nhận được nhiều thông báo bài giảng mới trong tương lai nhé.